rồi xa gia đình, rồi tiền bạc rồi thiếu thốn. Nhiều khi mẹ mình ở dưới quê cần cái gì đó mà mình không có đầy đủ để gửi về, rồi mình suy nghĩ, ủa mình cái ngành này nó có thật sự mang lại cho mình hạnh phúc không, hay là mình cứ phải trăn trở nó nhiều năm như vậy. Con mới định là thôi, cái cuối cùng quay lại con đóng Gạo Nếp Gạo Tẻ. Từ đó tới giờ con đóng chắc phải mười mấy phim nữa, nhưng mà nhờ cái thời điểm đó nó con như vậy đó, có đầu con suy nghĩ ra là mình phải học thêm cái gì đó. Thì con có chơi với một số bạn, thì có cái anh bạn đó là thầy con á, là anh rất là thân, nó kêu học bếp đi, rồi anh hướng dẫn con học. Rồi anh còn lấn sân sang kinh doanh và có niềm đam mê ẩm thực nên học thêm về nghề đầu bếp. Cuộc sống hiện tại của anh khá hạnh phúc với gia đình nhỏ cùng cô vợ trẻ kém 17 tuổi. Biết Thuận lâu lắm rồi, không có cái cơ hội ngồi để mà chú cháu mình ngồi nói chuyện. Con biết chú còn lâu hơn nữa, biết chú còn từ lúc nhỏ xíu xiu. Tới khi mà con tham gia vào điện ảnh này, là con rất là mong muốn một ngày được làm việc cùng với chú. Thì rất là nhiều năm, bây giờ đây là lần đầu tiên được. Tuy là con với chú đã từng gặp nhau ở các sân khấu, nhưng mà chưa có dịp nào làm chung hết. Không có diễn chung. À, có, hồi xưa con có đóng ở sân khấu kịch Phú Nhuận. Chú đóng cái vở đó là chú là Quang mà chung với lại thầy Minh Nhí, mà lâu quá con quên, nó phải mười mấy năm rồi. Tiền hả? Tiền. Ờ đúng, con có đóng một vai trong đó cũng khoảng là mười mấy năm. Dạ, lúc đó con mới bắt đầu vô học trường sân khấu điện ảnh. Thuận vô trường sân khấu điện ảnh năm 2005, tới nay là 17-18 năm. Quá trời lâu rồi. Chú đã đi qua nhiều, chú biết là nó đâu có đơn giản là chỉ là tham gia rồi đóng phim rồi nó suôn sẻ đâu, mọi thứ nó cũng rất là bấp bênh, rồi nó gặp rất là nhiều trắc trở. Đúng rồi, nhưng mà nói là chú học trong trường rồi chú ra trường. Chứ làm tới giờ. Nhưng mà chú có giống như kiểu là mình có phải nặng về cơm áo gạo tiền, hay là mình chỉ tập trung cho nghệ thuật thôi? Không có nặng đâu. Nếu mà nghệ sĩ mình mà không có phải lo về cơm áo gạo tiền, hay là lo về những cái khoản khác phía sau á, là mình rất là thoải mái để là làm nghệ thuật. Đúng rồi. Con thì cái khoảng thời gian đầu thì nó cũng ok, nhưng khoảng thời gian sau bắt đầu các em con lớn. Con thì gia đình chỉ có mẹ thôi, mẹ cũng không thể đi làm. Mẹ con có một số vấn đề nên không thể đi làm, nên là con là trụ cột. Nên là nó còn liên quan tới về kinh tế. Cho nên là mình phải suy nghĩ rất là nhiều. Mình không thể mà lựa những cái kịch bản mà hay, coi như sướng bản thân mình, nhưng mà nó không có kinh tế. Mình phải lựa, nó phải có kinh tế. Còn như thời điểm bây giờ đi, thì cho con chọn kịch bản thì con lại rất là muốn tìm những cái vai diễn mà con ưng ý nhất con mới tham gia. Mặc dù là hiện giờ là kinh tế nó cũng không có phải là tốt, nhưng mà các em con cũng đã lớn rồi, các em con cũng đã đi làm được. Gia đình con thì cũng ổn định, cho nên là nó không có nặng nề lắm. Có đôi khi thì con nếu mà thí dụ kẹt quá thì đi về nhà mẹ, về nhà ở chơi một vài tháng, nó không có vấn đề gì hết. Cho nên là hiện giờ nhận kịch bản để làm thì nó rất là thoải mái. Thì bây giờ quê của Thuận ở đâu? Con là quê ở Long Hải. Sau đó là con đóng cái phim Gạo Nếp Gạo Tẻ xong rồi con có mua một miếng đất ở dưới đất đỏ. Rồi con có làm cái nhà nhỏ nhỏ với mẹ con dưới, thì giờ gia đình con là tù về đó ở luôn. Thuận là con đầu lòng trong nhà. Dạ, con lớn, con trai lớn. Con là hai đứa em nữa. Hai đứa em, gái hay trai? Hai đứa con trai. Đứa kế cách 6 tuổi, đứa kế nữa là cách 19 tuổi. Thuận có gia đình chưa? Con mới cưới vợ. Lúc con đang ngồi nói chuyện chơi với chú ở đây là vừa đúng một tháng. Bà xã Thuận làm gì? Vợ của con vừa mới tốt nghiệp lớp 12. Wow. Hôm bữa báo chí đăng cũng nhiều. Con gặp vợ của con trong một lần là đi tiệc chung. Sau này có học đầu bếp, rồi con có làm một cái quán ăn chung thôi với thầy dạy đầu bếp, với lại một cái bạn partner nữa, cũng mấy anh em chơi chung, thì cái bạn đó đám cưới mời đi thì gặp. Kiểu lúc đó là con cũng không có ai, vợ con cũng không có quen ai được này kia, bắt đầu nói chuyện hợp. Vợ mới hỏi là con có nghiêm túc không, con nói là tại vì em còn nhỏ mà, có anh lớn em nhiều, em nghiêm túc là anh sẽ nghiêm túc với em liền, em cho anh gặp gia đình em đi, để con muốn một cái sự nghiêm túc, con muốn thay đổi cuộc sống của mình độc thân nhiều năm rồi. Mình cũng trải qua nhiều mối tình, nhưng mà mình chưa có cảm thấy là có một cái gì đó sâu sắc để mà mình có thể kết hôn, để tiến tới hôn nhân. Thì gặp vợ con, cái con có cảm giác là giống như là vợ mình vậy. Về cuộc sống đời thường thì con đang cảm thấy rất là vui, và
người ta nói là đích đến để mình đi đến hạnh phúc á, con không biết là hạnh phúc nó như thế nào, nhưng mỗi ngày hiện giờ của con, từ lúc mà con gặp vợ con tới giờ, ngày nào con cũng cảm thấy rất là hạnh phúc. Cho dù là con có đi làm hay không có đi làm, mà thậm chí là đôi khi con không có giữ cho mình một tiền bạc, con cũng cảm thấy là tiền nó không có quan trọng nữa, nó chỉ cần đủ cho con để con có cái cuộc sống ổn và giống như mọi người. Thứ hai là chú Văn chúc mừng. Dạ. Chúc mừng một cái bến đổ. Đây là như đây là lần đầu tiên con quay show mà con đeo nhẫn cưới. Và hình như là từ bữa tới giờ con mới quay show mà. Từ hôm đám cưới tới giờ. Dạ, từ hôm cưới giờ thì con chỉ có đóng phim thôi, đóng phim con gỡ nhẫn, nhưng quay show thì mình được tự do thì. Tới thời điểm này là con cũng nửa cuộc đời, hơn nửa cuộc đời rồi, thì cái phần còn lại của mình được tận hưởng một chút, mình đừng có bị tất bật quá. Cuộc đời con thì nó có hơi tất bật. Còn trẻ ai không bươn chải, lên xuống chập trùng, bươn chải. Dạ. Phải bươn chải. Để con nói chú nghe, trước cái phim Gạo Nếp Gạo Tẻ với cái phim Vợ Chồng Đậu á, con bắt đầu quay phim lại nhiều hơn. Là trước đó là con định là con chắc thôi, không tham gia nữa, hạn chế tham gia lại, mà đi làm những công việc bên ngoài nó có thu nhập ổn định hơn chút. Ngành của mình á, nếu mà mình nổi tiếng rồi thì mình cái lương của mình nó cũng ok, cũng ổn, so ra với những cái ngành nghề khác thì ok, nhưng mà mình đâu có được trả liền ngay lúc đó, có khi nó kéo dài cả nửa năm, có khi năm rồi nó chia nhỏ ra, thì tính ra mình mới gác tay lên trán mình suy nghĩ chứ. Ủa, mình làm lương nhiều mà sao bây giờ cái tiền của mình tính ra nó ngấy mà nghệ sĩ mẻ, trời. Mẻ rồi, nghệ sĩ mà mình phải là trang phục quần áo, rồi nói chung là mình cũng phải thoải mái hơn một chút xíu chứ, nghệ sĩ mà nó gò bó thì nó không được. Thì con mới cảm thấy là không ổn, thì con cũng có đổi, nhưng mà tổn nghề không, giống như còn thương con rất là nhiều. Con đóng Gạo Nếp Gạo Tẻ, tại trước đó con cũng có làm, con cũng có một ít tiền rồi đóng Gạo Nếp Gạo Tẻ, rồi đóng thêm mấy phim nữa. Thì con bắt đầu mới mua xây dựng, mua đất, bắt đầu con mọi thứ giống như được thương hay sao, bắt đầu nó phát triển lên. Thì bây giờ nó ổn ổn, nó không có phải bị quá nặng về cái chuyện mà mình phải ráng bươn chải để mình kiếm, mà mình có thể là thời điểm này là mình có thể suy nghĩ và mình lựa chọn cái việc mình làm. Thì đó là may mắn hơn chút xíu là ở cái tuổi trung niên này thì mình cũng có được cái nghề, thứ nhất là đóng phim, rồi nếu không đóng phim thì con cũng có thể quay bếp cho các đài, như con có quay cho HTV9 nè, giờ chuyện Vĩnh Long về bếp. Con cũng mới học bếp được mấy năm thôi, cũng mới tốt nghiệp, tới thời điểm này con tốt nghiệp được khoảng gần một năm rồi. Và may mắn là trong quá trình học con được giới thiệu quay với làm riết cái nó quen cái, thành ra bây giờ là con cảm thấy là con làm bếp cũng khá là ok. Nhưng mà lúc học ở trường sân khấu phải không? Dạ. Ra trường rồi bước vô nghề. Con chưa tốt nghiệp. Nhưng mà đi làm á, lúc đó dạ. Là mới là khó khăn á. Con bước ra nản không? Con bước ra cái năm 2005, con mới học luôn, là con đi casting phim của đạo diễn Lê Hoàng, lần đóng phim Trai Nhảy, con được vai chính trong phim Trai Nhảy. Cái thời điểm đó là nó rất là coi như là mọi người rất là tập trung chú ý tới con luôn, ai mà tự nhiên lại đóng được một cái phim Trai Nhảy của anh đạo diễn Lê Hoàng, thời điểm đó anh đang rất là đỉnh cao luôn. Thì con đóng cái phim đó xong là tới một năm sau phim nó mới phát, thì con đóng cái phim đó xong thì con đi về đi học đó, thì con có bị hơi một chút bị rớt xuống. Và lúc đó mình còn nhỏ, báo chí nó bắt đầu đăng là mình có chút tên tuổi rồi, mà lúc đó là mình phải cần có kinh tế lo cho cuộc sống của mình, thì không có tiền phải đi làm. Lúc đó con nhớ đi xin quán cà phê, người ta hỏi con mày giỡn chỉ như mày ảnh đi xin bán quán cà phê. Nói thiệt chứ bây giờ phim chưa phát rồi, mà phim phát xong rồi con đâu có tiền đâu, chú thừa biết mà, phim phát là xong rồi con đã lãnh tiền ăn sạch ăn hết rồi, rất là khó khăn thời điểm đó. Rồi phim phát xong á, rồi con nói chung là nó không có phải hoa hồng, nó rớt kiểu như là cho mình cảm thấy là mình mới, nhưng mà mình sẽ có những cái trải nghiệm mà rất là cực kỳ sâu sắc trong cái nghề này. Rồi dần dần từ từ con mới đi lại từ từ, rồi xong rồi đến cái một khoảng thời gian con lấy cũng làm không có dư mấy, rồi mình cứ lâu mình cũng bị thiếu thốn. Lên đây là mướn nhà nè, thuê nhà nè, rồi xa gia đình, rồi tiền bạc, rồi thiếu thốn. Nhiều khi mẹ mình ở dưới quê cần cái gì đó mà mình không có đầy đủ để gửi về, rồi mình suy nghĩ ủa mình
cái ngành này nó có thật sự mang lại cho mình hạnh phúc không? Hay là mình cứ phải trăn trở nó nhiều năm như vậy? Con mới định là thôi. Cái cuối cùng quay lại con đóng Gạo Nếp Gạo Tẻ. Từ đó tới giờ con đóng chắc phải mười mấy phim nữa. Nhưng mà nhờ cái thời điểm đó nó con như vậy đó, có đầu con suy nghĩ ra là mình phải học thêm. Mình phải học thêm cái gì đó. Thì con cứ chơi với một số bạn, thì có cái anh bạn đó là thầy con á, là anh rất là thân, nó kêu học bếp đi. Anh hướng dẫn con học, học rồi bắt đầu chỉ con vô trường học, rồi tốt nghiệp luôn. Rồi anh giới thiệu show cho con này kia, con rất là biết ơn cái anh thầy đầu bếp đó. Anh nói là mà rất nổi tiếng là anh Võ Quốc. Rất là nổi tiếng. Rồi may mắn là khi con vô trường học đó thì thầy cô đều biết con là diễn viên hết, nên là con được ưu ái rất là nhiều lần. Mỗi lần thực hành là con vô làm hết. Thế nên là con được quen tay. Quen tay cho nên là giờ nấu được món Âu, món Á mà nấu được hết. Không, con chỉ học chiên Á, nhưng con học chính là đồ ăn Việt. Bây giờ đồ ăn Việt thì nói thì nó sẽ có nhiều người giỏi hơn mình, nhưng mà con có thể, thí dụ như chú nói món cho con thì con, chú nói con buổi sáng buổi chiều con làm ra món cho chú được. Con có thể nghiên cứu, con có thể tự mày mò làm theo cái cách của con ra được cái món đó. Có ước mơ là sau này mở một cái nhà hàng không? Con không ước mơ mở nhà hàng, tại vì con biết nhà hàng làm rất là cực. Con là thuộc tiếp người không có thích đâm đầu vô mà làm đầu tắt mặt tối kiếm tiền. Con là thuộc tiếp người là kiếm được tiền nhưng mà phải biết sử dụng cái đồng tiền đó cho cuộc sống mình nó thoải mái, chứ không có lệ thuộc nó. Dạ, con không lệ thuộc nó, nên con thấy nhà hàng nó rất là nặng. Nhưng mà con cũng có làm một số nhà hàng rồi, là làm chung thôi, hoặc là con làm cho người ta về một cái mảng nào đó thôi. Coi như làm xong cái phần đó thì thôi, rồi mình lấy phần trăm. Ước mơ của con sau này á, là con sẽ chuyên sâu vô cái ngành bếp này nè. Có thể con sẽ trở thành một người giảng dạy là cho những người khác, người ta cũng có cái nhu cầu học bếp như mình. Nhưng mà chuyển đổi như vậy, người vợ trẻ của Thượng có phản đối gì không? Con đã cái tính toán của đó của con là trước khi gặp vợ con rồi, cho nên khi con gặp vợ con là vợ con ủng hộ liền. Đã biết những cái gì con đã tính toán như vậy rồi. Nhưng mà hiện giờ thì mình mới quá, mình chưa thể gọi là, mình còn phải học rất là nhiều. Ngoài mình học ở trường ra thì mình cũng phải làm rất là nhiều để mình mò tìm ra được, thì sau này mình mới có đủ cái kiến thức để mình mà chia sẻ lại cho những người khác. Còn bây giờ thì con quay show nấu ăn rồi này kia thường quay bình thường. Rồi công việc vừa làm diễn viên vừa làm đầu bếp. Chăm một cô vợ trẻ có thấy cực không? Vợ con hiện giờ là chăm con chứ con không. Sướng quá ta. Nhưng mà con được sướng cái như vậy nữa nè, là ba mẹ vợ con là rất thích cái bữa cơm gia đình đông người và buổi trưa. Giống như hồi nãy con đi là ba mẹ vợ hỏi con có đi, là ba mẹ vợ giống như kiểu muốn con ăn xong rồi hãy đi, nhưng mà con nói là con hơi, nếu như vậy thì trễ giờ đi quay không có trễ được, cho nên là cái buổi trưa con được nhà vợ rất là lo lắng quan tâm cho con cái buổi trưa bữa cơm trưa rất là đầy đủ dinh dưỡng mọi thứ. Vậy là Thượng giờ đang ở với bên nhà vợ? Không, nhà vợ con á là có một căn nhà riêng, ba mẹ vợ cho hai đứa ở một chỗ riêng. Vậy là sướng rồi. Rồi hoạch định tương lai của Thượng là tính làm gì nữa? Con chỉ đóng phim, con sâu vô ngành bếp, với lại con làm ở ngoài á. Sắp tới vợ chồng con cũng định làm thêm về áo thun nè, tại con là con thích trải nghiệm. Là sản xuất áo thun, in áo thun rồi bán á hả? Dạ. In á hả? Dạ, hôm giờ là vợ chồng cũng, con cũng đang nghiên cứu cái đó. Nhưng mà tất nhiên thì mới bắt đầu thì nó có nhiều, gặp nhiều khó khăn, nhưng mà nó cũng có cái để thú vị để cho hai chồng cùng ấy. Không, còn trẻ, cái gì cũng phải bươn chải. Con thử hết á, ngày xưa con mở tiệm hoa con làm, tức là mình không lỗ. Con biết luôn làm cái gì nó sẽ không lỗ, nhưng mà nó sẽ không có duy trì được lâu. Nếu mà cái đó nó không thuộc về mình á, nó không có duy trì được là thời gian dài, nó chỉ trong thời gian ngắn vài tháng nó đứt. Mà tính lại á, là mình chỉ bỏ công thôi, nhưng mà mình không có lỗ. Từ đó giờ con làm cái gì cũng vậy á, có khi là con làm trong 2-3 tháng rồi cái việc đó đóng cửa ngưng, nhưng mà con không có bị lỗ. Giống như kiểu mình làm ăn mà thua lỗ mất tiền đi á, nó không phải, cái đó con gọi không phải là lỗ, mà nó là bài học kinh nghiệm. Thay vì mình đi học ở trường mình đóng tiền thì ở ngoài ở ngoài trường đời cái tiền nó hơi mắc chút xíu thôi, nhưng mà mình biết rồi, tôi biết cái này rồi nha. Rồi này là học có thực hành luôn đó. Dạ, là con cũng bị nhiều lần, nhưng mà cái đó là nó cho con được một cái bài học rất là lớn. Nhưng mà Thượng có công nhận là Thượng tự nghĩ mình có phải là một người đàn ông đẹp trai không? Con
tự tin về ngoại hình của con. Tức là nói về một người đàn ông đẹp trai thì nó có nhiều khía cạnh lắm. Nhưng mà nói về kiểu là mình có tự tin về bản thân của mình không thì con tự tin. Có những lúc con lười con ăn mập lên 80-90kg á, thì lúc đó con cảm thấy ủa sao mình mập dữ vậy. Nhưng mà con nhìn kỹ lại thì nó ủa đàn ông mà mập cũng đâu có sao, miễn mình khỏe mạnh là được. Cái quan trọng là mình phải có cái thần thái tươi tỉnh, tự tin, và lúc nào mình cũng phải sạch sẽ. Sạch sẽ đây không phải là bóng loáng là ấy, nhưng mà sạch sẽ ở đây là mình cũng cảm thấy cái người của mình lúc nào nó cũng tươi mới và mình có năng lượng. Có năng lượng, nói chung một ngày mở mắt ra mình thức dậy, mình ngủ dậy cái mình chọn ngay một bộ đồ, quần sọt, áo thun hay là gì đó, mình đi ăn sáng hay gì đó, mình cũng cảm thấy là đây là một ngày hoàn toàn mới, tươi mới, và những cái điều thú vị nó sẽ tới với mình trong cái ngày hôm nay. Giờ mình dự định làm cái gì đó là mình làm luôn, không chờ qua hôm sau. Hồi nhỏ thì con chờ qua hôm sau, nhưng mà con thấy chờ qua hôm sau là có cái khác nó tới liền. Làm luôn trong ngày hôm nay. Kiểu gì đó. Rồi bao nhiêu người phụ nữ mà họ chia tay thuận rồi, bây giờ mình không có lý do nha. Cái sự chia tay đó mình không có nhớ hết bao nhiêu mối tình. Bây giờ Thuận có một cái lời nào mà gửi gắm chia sẻ với những cái mối tình trước không? Có một số bạn là con vẫn gặp và làm việc lại sau này. Thì con vẫn là bạn bình thường, bắt tay cũng hỏi thăm sức khỏe nhiều nhiều. Thì con xin chúc cho các bạn là sẽ, nếu những có bạn, một số bạn đã có gia đình rồi, thì chúc cho các bạn sẽ hạnh phúc với gia đình các bạn. Còn nếu các bạn mà chưa có dịp, hoặc là chưa có đến lúc để thành lập gia đình, thì hy vọng là các bạn sẽ tìm được một cái người đàn ông mà ưng ý và phù hợp với các bạn nhất. Tại vì với con thì có thể là chưa phù hợp, nhưng mà biết đâu đó bạn những người bạn của con sẽ tìm được người đàn ông phù hợp nhất với bạn của con. Đúng rồi, mình đàn ông mà mình vậy thôi, mình tự tin ở trong cuộc sống. Mình có một người vợ trẻ, và công việc mình ở phía trước vẫn còn nhiều cái để mà mình thực hiện. Dạ. Đối với khán giả thì Thuận sẽ làm gì trong tương lai? Trong tương lai á, thì hiện giờ con đang nói chuyện với vợ con rất là nhiều luôn á. Con mong muốn một cái vai diễn mà nó trải đời, mà nó kiểu nó bươn trải tơi tả cuộc đời luôn á, để con trải nghiệm một lần và con bung hết tất cả những gì của con kiêm nhiệm trong bao năm qua, con diễn cái vai diễn đó. Thật sự con đang tìm á, mà nếu mà không tìm ra là con sẵn sàng nhờ một người nào đó để con có thể kết hợp để viết ra một cái kịch bản như vậy, và con nhất định con muốn được đóng một cái vai diễn như vậy. Thì đó là cái mục đích lớn nhất trong cái sự nghiệp diễn xuất của con mà con đang mong muốn đó. Còn bếp thì như nãy con đã nói với chú là con sẽ thời gian từ từ, con sẽ học thêm này kia, con sẽ từ từ như vậy đó. Như nãy tôi nghe Thuận nói, tôi cũng thích ở cái chỗ là Thuận chọn cái nghề nấu ăn, nhưng mà chọn học những cái món Việt. Dạ. Thật sự món ăn Việt Nam mình nó rất là phong phú. Dạ. Nó rất là khoa học, và nó có cả triết học trong đó nữa. Dạ. Để hiểu được người Việt, hiểu được văn hóa Việt, không đơn giản tiếp cận cái món ăn chỉ một phần nhỏ thôi. Nhưng mà Thuận đang có cơ hội đó. Dạ, người Việt của mình á là con, thí dụ đi Thái hay đi Sinh hay đi Hàn, đi gì, đi các nước lân cận của mình nè, những quen của mình đi, gần gũi với mình nhất, thì cảm thấy là cái văn hóa của họ, ăn uống của họ rất là hay luôn. Nhưng mà con mới về suy nghĩ lại cái của bên mình á, của mình có rất là nhiều cái đa dạng mà hay nữa, nhưng mà tại vì nó chưa có được một cái sự là tiếp cận đối với tất cả mọi người. Con rất là mê cái đồ ăn Việt Nam. Cái đồ ăn Việt Nam nó phong phú vô cùng luôn chú ơi. Một cái thí dụ như một con cá lóc thôi, nó nấu không biết ra bao nhiêu món. Hoặc mình có thể bày ra một cái gian hàng nè, một con cá lóc thôi nhưng mà tôi nấu rất là nhiều món luôn, các bạn tới ăn đúng cho các bạn lựa đó. Kiểu con suy nghĩ ra như vậy đó. Rồi ngày xưa á, là có một số bạn cũng kêu con là học đồ Âu đi, thì học Âu thì nó sẽ bày đẹp, nhỏ nhỏ xinh đẹp, thì con cũng thích trang trí. Nhưng mà con nói nếu mà học đồ Âu á, là con phải là người học bên đó đó, con mới đi về đây được, chứ mình học ở đây á, mình đâu có hiểu hết cái văn hóa bên đó đâu mà mình lại dạ. Là mình phải học từ cái chính gốc bên đó đó, mình phải ở bên đó mình học, mình đi thấm nhuần cái văn hóa. Thì tại sao mình là người Việt mà mình đã là cái văn hóa người Việt trong máu của mình rồi, tại sao cái đồ ăn Việt của mình không phát triển nó lên đó. Cho nên là con quyết định đi theo bếp Việt.
À, cái buổi trò chuyện mới đây mà nó cũng đã hết thời lượng rồi. Dạ. Yeah. Tôi thay mặt khán giả và những người thực hiện chương trình chúc Thuận, thứ nhất là sức khỏe, thứ nhì là thực hiện hết tất cả những ước mơ của mình. Ừ. Và cái mái ấm mà mới gây dựng nó sẽ hạnh phúc và nó sẽ giữ chân, nó sẽ nuôi cho Thuận có được những ước mơ đẹp nữa trong tương lai. Dạ. Yeah. Con rất là giống như rất là mong chờ những cái điều mà con đang dự định đó, nó sẽ đi từ từ, con không có nôn nóng là nó sẽ phải thành hiện thực liền, mà việc gì mình mong chờ nó mình cứ từng bước làm. Rồi con cũng hy vọng là quý vị khán giả mà nào mà có những cái đam mê riêng của mình, ví dụ như về ẩm thực nè, về kiến trúc nè, về nghệ thuật rồi này kia nè, mình có cái đam mê thì mình hãy cứ đặt chân vào, đi từ từ, đừng nôn nóng. Mình cứ trải nghiệm, chiêm nghiệm từ từ thì tự nhiên những cái thành quả nó sẽ đến lúc nào mà mình không hay luôn, nó tới bất ngờ luôn. Yeah. Đúng. Yeah. Rồi, chương trình Người Kể Chuyện Đời phát sóng 21. Đâu là kỷ niệm nào? Dạ, lần đó là làm là em với vợ em với mấy người bạn đi Vũng Tàu. À. Dạ. Dạ xong rồi cô này ngồi phía sau rồi nè. Cái nói là anh dám về nhà mà nói chuyện với ba em không? Ba em khó lắm á. Ừ. Dạ, đó là Phương Đông là có cảm tình với dạ, đúng không? Dạ đúng rồi, tại vì á đó giờ mà em hỏi người con trai nào á là ai cũng đều lắc đầu hết trơn á. Tại vì ba em là người rất khó, ai cũng biết gia đình em khó. Cái ảnh thì anh nói là có gì đâu, thì về nói chuyện bình thường thôi chứ đâu có gì đâu sao. Đó là ảnh mới về. Sau đó là anh mới thấy là anh này can đảm. Mà là có về không? Có về nói chuyện bao? Dạ có, sau này quen nhau mới về nói chuyện. À nhưng mà đâu, cứ nghĩa là quen nhau coi như là mặn nồng rồi mới về gặp ba. Dạ dạ đúng chứ rồi. Chứ không phải là sau cái bữa đi Vũng Tàu rồi về gặp liền. Dạ đúng rồi. Đúng rồi, nhưng mà cái bữa đi Vũng Tàu là ở lại đêm không? Dạ không, đi về trong ngày. Tại đi chung với mấy đứa bạn nhiều. Ừ. Dạ. Anh hỏi tại anh lo cho em đó. Dạ. Chỉ có một cái ấn tượng là dám về nói chuyện với ba cho nên em thấy can đảm. Dạ đúng rồi. Là em có cảm tình luôn. Dạ. Oh, nhưng đó mà hả? Là đi Vũng Tàu xong về bao lâu thì Thắng mới tỏ tình mà là chính thức mới là người yêu của nhau? Chắc cũng lâu á, tại vì em còn đi chơi mình còn sao quận 7 á. Dạ. Tức là bao lâu? Xong mấy rồi. Tháng hay mấy năm? Dạ mấy tháng à, xong rồi à. Mới đi chơi rồi nói chuyện nhau này kia gì thôi. Cái lần tỏ tình đó ổng có lãng mạn không? Dạ không, ông này ổng không có lãng mạn nhiều. Dạ. Chỉ cho cái tỏ tình đó ổng thể hiện sao? Thì nói là cảm giác như hai đứa mình hợp vậy đó, mình thấy vậy mình hợp với mình quen nhau đi. Dạ. Ổng tỏ tình vậy thôi đó ông Thắng. Dạ. Vậy thôi đó. Dạ. Hai đứa chơi nhau vậy rồi có gây gây lộn rồi hay cãi nhau được không? Dạ không, ảnh chiều em lắm. Vậy hả? Trong lúc yêu là không có cãi nhau cái gì. Dạ, đúng. Thí rồi. Dụ như mỗi lần mà Phương Đông giận lên thì ảnh làm gì để cho Phương Đông hết giận? Em giận luôn, là mấy bữa mà ảnh chọc em giận á, em giận luôn, không thèm nói chuyện luôn. Cái bây giờ em nói là bây giờ em giận hết giận dễ lắm. Một là chuyển khoản cho em, hai là mua quà tặng em đi. Trời, sao mỗi lần mà vậy? Dạ đúng rồi, mỗi lần mà bởi vậy để cho lần sau đừng chọc em giận nữa. Dạ, mà đó. Chuyển nhiều không? Dạ thì ảnh mua quà thôi à, em đâu biết nhiều đâu. Ảnh cứ mua quà cho em mà để đó rồi. Em nói là lần sau mà anh còn chọc em giận nữa là phải mua quà nhiều hơn nữa. Dạ. Có chuyển khoản lần nào chưa? Dạ có. Đó. Nhiều lần chuyển nhiều. Em có không nhớ. Cái lần mà nhiều nhất là bao nhiêu tiền? Em không nhớ nhưng mà chắc mấy triệu thôi à. Mấy triệu. Dạ. Mấy triệu được rồi. Tại nhưng nó mà, có hồi sinh viên mà. Dạ. Nhưng mà theo Thắng thì giữa cái mua quà và cái chuyển khoản thì cái nào nó nặng đô hơn? Dạ chuyển khoản nặng đô hơn. Mua quà. Tại vì món quà. Dạ. Chỉ cần nó đẹp là được rồi. Dạ. Em mua quà, em mua mấy cái quần áo á, em mua mấy trăm ngàn. Mấy trăm ngàn cái em về em chém gió với con này, nó là mua gần cái triệu bạc vậy đó. Nhưng mà chị hỏi thiệt nè, trong cái thời gian mà cua bé này á, người yêu bé này đó. Dạ. Là có tính cái số vốn mình bỏ ra trong cái vấn đề chuyển khoản với mua quà là nhiêu không? Dạ cũng bồn ha. Dạ cũng nhiều. Dạ mấy chục triệu ha. Dạ. Bởi vậy đâu có dám chọc em giận nhiều đâu. Dạ. Rồi khi mà về, bây giờ anh hỏi tới cái chỗ mà đi về gặp ba của Phương Đông á. Dạ. Thì không biết rằng là khi mà anh về á thì ba của Phương Đông nói gì về anh? Thì ba em thì nói em á là con nên chọn chồng á, là con nên chọn chồng người có tài hơn là người có của. Dạ. Ba em nói em vậy, em nhớ. Ba ha. Yeah. Tức là đáng nghĩa là có tài hơn là có sắc, còn đó. Này là có tài hơn là có của. Đúng tại rồi. Vì có tài sẽ làm ra của. Đúng rồi, của. Yeah. Không, mà sắc chưa chắc làm ra của. Dạ. Đó. Ủa nhưng mà là đánh giá như thế nào về Thắng?
ba em, đó ba em, ba, học, ba em không có không nói. Hỏi là nói em sao đó. Còn Thắng thì sao, khi mà cái lúc mà gặp ba đó, dạ, đó gặp ba vợ tương lai áp lực đó, dạ, là sao, có rung không, có áp lực không? Dạ dạ cũng cũng rung lắm. Dạ ba có nói gì không, em có nhớ lúc là ba nói gì với em không? Dạ ba có hỏi là nói giờ quen quen con gái bác vậy đó, rồi giờ con tính làm sao. Ừ. Dạ xong cầu tính làm sao của phụ huynh, dạ, mệt lắm á. Mệt lắm. Dạ rồi em trả lời sao? Dạ em trả lời là nói dạ dạ con cũng đang cố gắng. Ừ. Từng ngày để phát triển lên. Dạ. Ừ. Là tuy giờ con chưa có gì hết nhưng mà con vẫn đang cố gắng. Ừ. Dạ rồi, vậy là ông ưng á, tại vì ừ, thường là nói là bác yên tâm con. Ồ, sẽ giàu có lên, con là sẽ này kia nọ. Là chưa chắc là bác chịu, đúng ha, không? Dạ. Dạ. Nói đúng sức của mình. Dạ. Dạ. Ừ. Nhưng mà trong cái lúc mà Thắng vô gặp ba đó thì ngoài chắc Phương Đông chắc hồi hộp lắm đúng không? Dạ không, em thấy bình thường. Bình thường. Dạ. Rồi, nhưng mà sau đó thì bắt đầu là tình cảm của hai đứa kháng khít hơn. Dạ đúng rồi. À. Dạ. Rồi xong rồi tới lúc mà gần Tết á, ừ, thì bên em gần đó thì em có về quê chơi, xong rồi cái em đi đó sớm, cái người ta cũng thích em. Ừ. Cái người ta cũng nói với mẹ em là người ta muốn làm mai em cho chỗ này chỗ kia. Ừ. Xong rồi mẹ em cứ gọi điện cho em nói hoài, cái em mới nói không, con không thích, là con đâu có biết người ta đâu mà con quen tìm hiểu này kia. Ừ. Con phải tìm hiểu trước. Ừ. Rồi con mới biết được. Mẹ mới nói là thì chỗ này tao cũng biết mà, yên tâm. Nói không, con phải tìm hiểu này kia. Rồi xong rồi em mới kể cho anh này nghe. Em này mới nói là mùng 6 người ta sẽ xuống, người ta coi mắt em. Thí dụ như anh có thể xuống sớm không, hay là anh xuống nói chuyện với gia đình em, kêu ừ, ba mẹ anh xuống nói chuyện với gia đình em thì được hơn. Ừ. Xong rồi anh này mới về nói gia đình, rồi mùng 2 mới xuống. À. Mùng 2 xuống thì cái mẹ em mới nói là thôi xuống hai ba người thì kỳ quá, nên mẹ em mới hỏi lại cái chỗ kia. Chỗ ngày sáu. Yeah. Mùng sáu đó. Dạ. Yeah, đúng rồi. Anh nói này, em mới nói ông này hoài, nói anh mà mùng 7 xuống là mất vợ rồi. Ủa. Yeah. Nhưng mà là mùng hai tháng mấy hay là mùng 2 Tết? Dạ mùng 2 Tết. Trời ơi, mùng 2 Tết là đi hỏi vợ ha. Yeah. Đúng nghĩa là đầu xuân hỏi vợ á. Yeah. Hỏi vợ đầu năm. Dạ. Yeah. Hay quá. Hay quá. Rồi sau đó thì bao lâu thì hai đứa làm đám cưới? Dạ. Dạ tháng 6 là làm đáng lý là tháng 6 là đám cưới, nhưng mà mẹ em mất. Ủa? Mẹ em mất trước đám cưới của em một tuần lễ. Rồi xong rồi mới về qua tháng 7. Ôi, vậy yeah, là yeah, là trong năm đó luôn á ha. Dạ đúng rồi. Ôi. Wow, tức mẹ bệnh là sao? Dạ đúng rồi, mẹ em bệnh. Trời. Dạ. Lâu là cách đây là mấy năm rồi? Dạ năm 2018. 4 năm. Dạ. 4 năm. Ôi. Dạ. Ờ, nhưng mà mẹ cũng đã chọn lựa được chàng rể. Dạ, đúng trước rồi, khi mà mẹ mất. Dạ đúng rồi. Cũng là đó là duyên số nữa. Dạ đúng không? Rồi. Ừ. Rồi vậy thì là coi như là các bạn quen nhau và 5 năm thì mới cưới. Dạ. Đúng không? Dạ. Như vậy là chắc có lẽ là có rất là nhiều chuyện sau khi cưới. Đó. Bây giờ hỏi thẳng nha, hỏi thẳng luôn nha. Dạ. Trong 5 năm đó thì mấy đứa có đi vượt quá giới hạn không? Hay là để dành cho cái đêm tân hôn quý giá? Em thì nhà em khó lắm cho nên là mấy chuyện đó em không có dám nhiều. Đó, chính vì tại vì nãy yeah, em có nói là ba khó cho yeah, nên anh Thuận mới hỏi. Yeah. Anh Thuận mới hỏi cái điều đó cho nên là giữ gìn cho cái đêm tân hôn. Yeah. Đúng không? Ồ, cho yeah, đến ngày đám cưới luôn. Dạ. Yeah. Mà yêu là yêu tới 5 năm. Yeah. Giữ gìn. Ồ, hai đứa này hay ghê. Mà Thắng là mối tình đầu của Đông luôn đúng không? Dạ không. Yeah. Ngược lại thì cô gái có phải là mối tình đầu của Thắng không? Dạ cũng không luôn. Nhưng mà mấy đứa là có lần đầu trong cái đêm đồng phòng. Yeah. Đúng không? Yeah. À. Chuyện mà người học sinh mà bạn bè để ý nhau, thích nhau là bình chuyện bình thường. Yeah. À. À. Ờ. Rồi bây giờ là bây giờ hai đứa là ở Sài Gòn. Dạ. Yeah. Hai đứa cùng ở Sài Gòn luôn. Là từ cái hồi là đi học á, xong là ở lên Sài Gòn học cái gì đúng không? Dạ. Ở luôn tới giờ hay dạ, là đúng rồi, học xong rồi về quê rồi mới lên lại? Dạ không, tụi em ở đây luôn. Ở đây luôn. Ở đây luôn. Dạ. Rồi ba mẹ thì sao? Ba mẹ thì vẫn ở dưới. Ờ. Dạ, ba chứ đúng không? Ba dạ, mẹ ở dưới. Còn dạ, thì sao? Dạ ba mẹ em cũng ở dưới quê luôn. Ở dưới quê luôn. Dạ. Là hai chồng lên đây làm ăn. Dạ. Dạ. Là mở cái tiệm trang sức. Dạ. Tiệm trang sức là tiệm vàng đi đúng không? Dạ đúng rồi. Ờ. Ủa nhưng mà tiệm vàng tức là bạn này là làm kiến trúc sư trước. Dạ. Rồi xong mới mở tiệm vàng đúng không? Dạ đúng rồi. Dạ. À. Ồ, nhưng mà tại sao lại là
chồng thì kiến trúc sư mà dạ, vợ lại tẻ ngang lại Hoàng mở kim tiệm vàng hả? Là tại sao? Vì em cũng có ngày kim hoàng trước rồi á. Lại dưới quê hả? Dạ không, mà đó em đi làm đi học này kia đó. Dạ xong rồi mới về nói với gia đình là ba mở tiệm vàng để gia đình làm chung. Thì nhưng mà ba mới mở tiệm vàng ra là mấy chị em làm chung trong cái tiệm. Là ở trên này? Dạ đúng. Hay không? Là mở dưới? Ở trên này. Mở trên này. Dạ. Nhà cái người mà cái người mà gọi là cầm chịch đó là ba. Dạ, dạ đúng rồi. Là ba. Là nhưng, nhưng mà cái ý tưởng đó là từ cô này, tại vì cô này học học làm nghề làm vàng đúng không? Dạ. Hiểu rồi, hiểu rồi. Hay quá. Rồi hai đứa cái em bé chưa nè? Dạ có rồi. Ồ vậy hả? Dạ. Có mấy đứa? Dạ một bé gái. Mấy tuổi rồi? Dạ 6 tháng. Ồ mới vậy là mới đây hả? Dạ mới đây thôi. Vậy là lấy nhau từ năm 2018 18. Mà tới bây giờ mới có con. Dạ. Hai đứa là kế hoạch hay là sao? Em ban đầu 2 năm đầu kế hoạch xong mà tự nhiên không dính được luôn. Rồi em đi bơm tinh trùng này kia cũng dính luôn. Xong rồi mới làm thụ tinh. Thụ tinh thì dính được luôn. Nhưng mà em bé khỏe mạnh ha em. Dạ đúng rồi. Rất khỏe nha em. Riêng chúc về mừng cái đó là trời ơi em bé nó lấy sàng lọc hết đúng rồi cho nên là nó sàng lọc hết những cái tốt đẹp của cha mẹ, sướng lắm. Đúng rồi. Tinh túy nhất của cha mẹ đúng không? Đúng rồi, đúng rồi, đúng nhưng mà thắng cái lúc mà em biết được rằng là cái ca mà coi như là thụ tinh đó thành công đó thì cái cảm giác của em như thế nào? Dạ vui mừng lắm lắm chú. Hỏi thắng đó. Dạ. Thắng. Nó đang vui mừng đó. Dạ vui mừng. Dạ. Dạ muốn có nữa không? Dạ vẫn muốn. Vẫn muốn có nữa phải không? Dạ. Em một hồi em múa mỏ đi em. Em khai mỏ đi. Em chỉ khuyên nó là khỏi làm gì chứ. Một chút nữa đi. Tôi chúc cái dính liền. Dính luôn. Dạ. Múa mỏ quá rồi. Làm ông thầy bói thì dở mà ông mụ thì lại hay nha. Chúc mấy đứa coi chợ ông Son rồi biết rồi đúng không? Dạ. Có những ca căng lắm em ơi. Không biết sao cái mỏ nó khai cái dính liền. Thôi nói chung là thôi cũng không dám... không dám nói quá nhiều ha, nhưng mà hy vọng rằng là anh sẽ mang một cái lời chúc mà nó sẽ mang đến sự may mắn và cầu được ước thấy của hai vợ chồng. Bây giờ mình qua cái kia đi, cái phần kia thì cái phần mà lấy nhau rồi đó. Rồi bắt đầu mới loài ra những cái tính mà khắc khẩu nhau á, cái tính mà mất công là gây lộn á, lại không có là không vừa ý gọi thẳng là tật xấu đó, tật xấu của đối phương đó đó. Thì bây giờ chắc hỏi thắng trước đi. Dạ. Vợ mình có những điểm nào mà mình chưa vừa lòng đó, có những tật xấu gì không? Dạ vợ em á thì em thấy là rất là hoàn hảo, là nói chung là chỉ có một điểm duy nhất là nấu ăn chưa được ngon cho lắm. Nấu ăn chưa ngon phải không? Dạ. Phải không? Có ghen không? Dạ cũng hơi ghen. Hơi ghen. Hơi hả? Hơi là sao? Cái nào mà ghen mà theo em là hơi đâu? Dạ giống như là Linh tối ngủ ha, cái anh cho em mượn điện thoại, cầm coi điện thoại lướt thấy em mà thấy cái cô nào mà thấy mà xinh vượt mức cho phép ấy, là hỏi ủa ai vậy anh, nói nếu mà bạn rồi xong là nếu mà bạn á là hỏi ủa bạn hả, bạn làm gì ở đâu ở đây, ủa sao like hình nhiều như vậy. Dạ khỏi ngủ là đưa luôn vô danh sách chặn liền. Là coi như là mít lòng với người kia liền. Bạn bè mà thấy gái là em không biết là ai hết, mà em thấy gái là bấm vô nút like là thúc tim nhiều cái là vô danh sách chặn liền. Sao tim được, làm sao mà có quyền tim, bạn bè bình thường mà tim gì đúng không? Được cái chỗ mà bạn này làm á, có ai thích thầm ảnh không? Có trời ơi, đó là lúc mà đi làm á là có một cô đó làm chung. Làm chung rồi xong em đâu có biết gì đâu, tới hồi mà công ty ngủ đi ăn ốc á, ổng mới gì ổng chở em đi chung với công ty, cái chị đó cứ ngồi nói chuyện với ổng hoài luôn. Nói chuyện với ổng hoài luôn mà em chào không thèm nhìn em mà luôn. Chị đó biết em là vợ của ảnh không? Biết luôn, mà cứ hai người cứ nói ổng thì nhìn em, mà chị đó thì cứ nhìn ổng nói chuyện với ổng hoài. Rồi mà gặp một người phụ nữ mà có cái nết dạ đúng em rồi nữa. Rồi cho nên là bắt chuyển công ty liền, đổi công ty đi làm công ty khác, không được làm công ty đó nữa. Mà chắc có lẽ là trên Facebook chắc cũng không còn bạn bè đâu đúng không? Dạ. Cái nết mà kiến trúc sư giỏi thành ra chuyển công ty dễ dàng. Dạ đúng không? Dạ. Không có công ty này có công ty khác. Nhưng mà dạ, đúng lý rồi. Do gì mà chị đó ngày hôm đó chị nói chuyện mà chỉ nhìn thắng đắm đuối vậy thắng? Nói chung là em cũng không biết luôn, không biết bạn nó có nhìn em luôn. Mà vợ em thì hay lắm, đứng nhìn xung quanh là nhìn láo li vậy đó. Còn em thì em thấy là bình thường à. Dạ.
Với lại chị Vân biết giờ Văn Thắng không nhớ gì đâu. Tại lúc đó nó nhìn mắt vợ nó nhìn chắc không có tập trung nghe câu chuyện của bà kia đâu. Dạ đúng rồi. Đúng không? Dạ. Sợ cái bộ đó. Sợ lắm, à. Cứ nhìn em hoài đâu mà giống như là cầu cứu hen vậy đó, à. Anh vô tội vậy đó. Có nghĩa là vợ là ghen, nấu ăn chưa được ngon, dạ. Rồi còn gì nữa không? Dạ em thấy là chỉ có vậy thôi. Dạ, dạ tiêu xài rồi có tằn tiện không? À. Có thích sắm sửa shopping online được không? Shopping lì một ngày trên chục đơn. Đó thấy chưa, bà nào cũng dính hết trơn á. Dạ. Bà nào cũng dính cái tập coi như là 4G hết trơn. Dạ. Dạ. Lên Facebook là TikTok là thấy gì đẹp là bấm chốt đơn. Đó, dạ. Thấy chưa? Dạ. Rồi sao tính có nóng không? Có hay quạo quọ với chồng không? Dạ không. Không. Dạ. Rồi trong ba cái đó là em mong muốn vợ em sửa cái gì nhất? Bớt mua sắm lại. Ngay mà tôi nghĩ trong đầu liền tôi phải là bà hay bó quá mới ta. Đúng. Tôi phải là bà bó mới đúng. Thì hay quá. Ừ. Rồi sao chị hay vậy con? Ừ. Chứ bây giờ là cái vụ chốt đơn đó là nhiều lắm. Bữa nay dạ. coi như là mấy tuần nay rồi. Dạ. Mấy bà vợ nào cũng vậy. Bà vợ nào cũng bị bệnh gì. Dạ. Dạ. Shopee ghi dạ. chốt đơn á. Dạ. Ông tôi chồng nào ông chồng nấy đều mong muốn là vợ bỏ bớt cái đó. Tôi tưởng tượng bây giờ một tuần lễ mà thế giới này, toàn cầu này, tất cả các bạn internet đều bị ngưng lại thì không có bán online nữa thì các bà vợ sống sao ta? Đâu các bà đi xe máy. Em chết trước đó, tại em bán online. Không phải, thật ra bây giờ mấy bà mua sắm online mà không có thích đi chợ, không có thích đi mua offline đâu. Đúng rồi, tại vì được quyền coi kỹ đó. Mà có quyền mở banh mình ra coi nào này kia nọ đúng không? So sánh này nọ rồi nữa. Coi như một tuần lễ mà không cho em mua sắm online làm chết trước hả? Dạ. Trời không chứ em cũng bán online nữa. bán vàng online à? Dạ đúng rồi. Trời hay quá. Rồi thôi bây giờ tới vợ đó. Anh ấy có những tật xấu gì hôm nay nè? Khui ra đi em. Tật có xấu không hay là chắc không có? Tật xấu thì ham con lắm đó, em đẻ mà em chỉ không có muốn đẻ nữa. Mà mỗi lần mà đẻ thì ảnh em hỏi ảnh là thức khuya nổi không, tại em đẻ xong là ảnh chăm không à. Em không có chăm con nhiều, em chỉ giữ tắm đó thôi à. Còn như chồng em với bà vú nuôi rồi nên là em cảm giác như là mẹ em không được gần con vậy đó. Rồi cái ảnh cứ bắt em đẻ, cứ thử thủy lửa tay em kêu em đẻ tiếp nữa đẻ đi. Đẻ mời dạ đúng rồi. Đó mà em lại không muốn đẻ. Vậy hả? Yeah. Vậy là nãy giờ là chỉ có chồng mong ông mụ chút thôi đúng không? Vợ có mong không? Dạ không, em muốn đẻ. Thôi vậy thôi, cái ca này quá. Cái ca này nó cũng niễn niễn á. Thôi trở thành niễn niễn. Thôi giờ hẹn đi nghe. Lúc nào mà hai vợ chồng thỏa thuận mà tới nó rồi đó, tới rồi đó, tới lúc rồi đó, cần đẻ thì nhắn tin Facebook cho anh hoặc gọi điện cho anh chúc online. Dạ. Em bán online của anh chúc online. Dạ. Đó. Tại vì cái này nó phải đồng chồng đồng vợ. Đúng rồi. Nó mới linh. Dạ. Chứ còn á một người 50-50 là khó linh lắm. Chúc ra xong về gây lộn nữa. Rồi, coi như là. Rồi, một cái tật là ép vợ có con. Vợ. Dạ. Rồi cái gì nữa? Rồi có ép gì nữa không? Không ép gì em nhiều. Ép nói có chung con. Là